Quang Bảo xin chào các chị em phụ nữ. Nói chung là cái ngày 8 tháng 3 thì năm nào cũng thế. Anh em nam di cánh đàn ông râu mày mày râu thì chỉ biết là có tặng quà cho các mẹ, nói chung là các mẹ lớn tuổi, các bậc tiền bối phụ nữ. Bên cạnh đó là các anh, các em bên cạnh đó là các chị, các cô, các thím, các dì, các em, các cháu nhỏ, thiếu nhi với cái cánh phụ nữ. Quanh đổ có mấy đứa cháu thấy bao nhiêu là trên mạng á, thì nếu mà không tặng quà là nó quánh cú mỏ, quánh sừng mỏ luôn, không tặng quà là đánh thu mỏ. Mình mới nói với các cháu mình thôi, có bao nhiêu thì mình tặng hết bấy nhiêu, tiền nó ngày dịch giả đâu có làm ra tiền đâu, mua những cái bông hoa đắt tiền hoặc là những cái quà tặng khác rất đắt tiền chỉ có đại gia thôi, nói vui vậy thôi. Chứ bây giờ cái ngày hôm nay là cái mình cũng muốn, mình chỉ không biết gì cho nhiều lắm, nhưng mà có biết mấy câu chữ mình cũng đọc lên cho các bạn Sài Gòn nghe. Đó là cái bài mà mình viết là mấy câu đó hồng yêu hát tặng em một đó hoa hồng yêu, nàng hoa quỳnh nồng nàn hương đêm ru tình sống dậy chiều dân em ước mơ hôn giấc mộng đầu xuân, tình dập dìu năm tháng khát khao mong chờ bắt đầu con sóng, giống như mang lời yêu nhau, yêu nhau ru khúc hát tình ta. Ngày này mình thấy anh chị em lên sóng thì mình cũng biết gì hơn, rồi mình chỉ có mấy câu rồi mình cũng ráng cố gắng là coi như là hát tặng cho các chị em mình gần xa, rồi cũng chúc cho chị em mình vui vẻ. Ai già thì thành trẻ, trẻ mãi không già. Mình sẽ gửi gắm những cái lời chúc cho gia đình vui khỏe bình an trong cái ngày đại dịch. Xin gửi lời chúc mừng các chị em và các mẹ, các cô, các dì, các thím sức khỏe bình an trong mùa dịch. Xin chào.